biển đang bắt trứng từ cái là xa nha. Anh này như anh có ý định là bỏ cuộc thì chàng. Bỏ cuộc à. Thôi ơi. Trên kia mình thấy anh tàu biển các bạn, anh này cũng rất là bự nha. Do là ngược nắng mình sẽ lấy gần gần cho mọi người cùng xem nha. Thank you.
ở trong luồng trong ra thì ảnh chưa có vô được đây các bạn. Đang từ từ di chuyển vô nha. Vô nhưng mà những anh ở trong ra thì phải né ảnh nha các bạn. Ảnh cũng phải hết sức cảnh giác nha. Đây xà lan đang vô nè. Ở trong này đang ra chứ. Đó, động cơ nè, nghe nó dữ luôn. Gồng kia không được, cái lái quá trời xa rồi kìa. Số anh em ghe với lại xà lan ở phía ngoài vô không kịp thì bây giờ mình sẽ vô nha. Đèn ghe này cũng đang từ từ vô đây, trên kia còn mấy chiếc xà lan nữa. Đây là xà lan cháu các bạn, khá là hầm hố nha. Trời ơi, ok à. Quá trời bự rồi. Bắt nguyên cái ghế cao các bạn. Đi chiếc ghe cháu này mình thấy leo không cũng đủ mệt nữa các bạn. Cái này nó quen hay sao á. Bây giờ tới phần vượt cống của những anh em xà lan mà đi cuối giờ các bạn. Chiếc luôn, 5 chiếc luôn.
từ cái là xa nha. Tốc độ lên anh ơi. Xong chạy mạnh lên mà tấp ga chàng. Anh này như anh có ý định là bỏ cuộc thì chàng. Bỏ cuộc hả? Thôi ơi. Bỏ cuộc vô nhà tắm nó chạy. Không dám chạy vô. Rồi dây ga luôn rồi. Quá wow, nước nó đổ cái là dữ cho nên anh tài công anh cũng bảo thủ các bạn. Chiếc bự bỏ cuộc chiếc nhỏ phía sau. Chiếc nhỏ không biết anh dám lên không đây. Anh bự bự thì anh ve lại rồi nè. Chạy lên tới đây nhìn thấy nghi ớn quá chạy cho về luôn. Khi mà anh này không biết anh này vô không đây. Rồi hai anh này không vô rồi các bạn. Sẵn đây mình sẽ quay cho bạn xem cái mực nước nha. Lý do là nó đổ như thế này đây. Có hiện giờ cống đang đóng thì tất cả phương tiện dừng thông qua khu vực cống chết đầy. Hiện nay cống đang đóng thì tất cả phương tiện dừng thông qua khu vực cống. Rồi nó đổ như thế này, bây giờ nhìn thấy cảnh này nó không dám vô. Cống đang được đóng lại nha. Đang chuẩn bị đóng rồi. Mình sẽ quay luôn cảnh đóng cống nha. Trên này hình như có anh nào vậy ta. Hồi nãy đi qua rồi. Cống từ phía dưới đang từ từ đi lên các bạn. Em đóng bằng hai cái ben thủy lực nha. Những cơn sóng bắt đầu mạnh hơn rồi đây. Quá dữ rồi. Thôi